Đây, khi mình làm cái khói á, là mình dùng clear, crystal clear, nhớ nha, móng clear, crystal clear với màu trắng nha. Mình sẽ dùng ba cái màu với clear. Biểu diễn ba màu khói nghe nói nhiều chẳng hạn thì 55 nữa. Cái Pacific đúng không? Anh cứ gọi vô đi, tại vì em cũng muốn là anh cứ gọi qua bên cái chỗ số điện thoại em cho đi. Đây, đây ha, crystal clear nha, phải dùng crystal clear nha, các bạn phải lưu ý. Rồi thứ hai nữa, các bạn dùng cái cọ và liquid. Thằng em tưởng là anh chưa ngủ quên nhé. Rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn ma bộ khói cho mọi người xem thử nha, biểu diễn ma bộ khói. Rồi sau đây là giới thiệu cho mọi người một ca sĩ bất đắc chỉ phải đi cắt từng cọng chỉ, sẽ giới thiệu cho mọi người đó là biểu diễn ma bộ khói nha, đến từ New York tên tên. Rồi bên này cũng vậy vô, đây là màu đen này, tập mình làm thêm vài cái màu cho nó đẹp nha. Mình cái mình ngứa tay có theo anh chưa làm cho em về em bị ngứa tay này, thấy chưa. Rồi dùng liquid nha, dùng cái liquid là dùng phải dùng liquid mau khô, lâu khô nha, nếu mà mau khô phải làm cực kỳ nhanh nhanh chương. Shop white hay white alet, dùng dùng shop white cũng được, mà dùng white cũng được, nhưng mà dùng shop white, dùng white nhiều nó ra nó đẹp hơn, nó đẹp hơn. Rồi mình bỏ thêm cái này nha, alet sẽ làm hai kiểu nha. Cái này là mình làm thêm giống như là tặng thêm design anh Trương á, giống vậy á, giống như là buy one get three free gì đó. Cái này tặng thêm mấy cái design nữa. Rồi rồi bước đầu tiên nha, cái bước đầu tiên á là mình sẽ dùng cái liquid này nha, mình sẽ dùng cái liquid này ha, mình sẽ dùng liquid những cái cọ nha, mình bỏ vô. Rồi nãy giờ là mình làm xong hết rồi, để là ngắm thêm lần nữa nha. Ở vậy là xong hết rồi ha mọi người ha, đẹp quá. Công nhận cái top coat bên trái nó sai này thì cho mọi người, nó bóng quá vậy, bóng luôn, bóng ơi là bóng ha. Hai Mikey nha, khỏe không Mikey? Hai anh Nguyễn nha. Rồi bây giờ tiếp tục này, quăng này vô, bỏ vô. Sao giống Sun Fan làm gì vậy? Giống như Sun Fan làm thì đúng rồi, ma bộ khói là của Sun Fan mà, thì Alex sẽ biểu diễn cho một coi mà. Rồi bây giờ ha, bỏ vô này clear với màu trắng, coi thấy không, clear màu trắng vui nha, lần đầu là màu clear với màu trắng chung nè, thấy không, trắng chung rồi, thấy không. Rồi mình lấy cái mũi cọ, coi thấy không, mũi cọ này xuống này, thấy không, nó ra một cái mũi rồi nha. Rồi coi thấy không, nó ra ha. Rồi tiếp tục này, mình sẽ bỏ màu trắng một clear lên, một clear lên mình tạo lên đây ha. Rồi tiếp tục mình lấy màu trắng mình đưa từ dưới lên nha, anh nhớ nha, đi từ dưới này quậy lên, quậy lên quậy xuống này, quậy lên quậy xuống, quậy lên quậy xuống, quay lên người xuống, anh thấy nó ra khói rồi, anh nhìn này ha, nó ra khói rồi chưa. Rồi tiếp tục nữa là anh bỏ clear lên, anh nhớ nha, anh bỏ clear lên cho nó đang ướt không. Rồi xong bây giờ anh lấy cái màu trắng này ha, anh bỏ vô, rồi anh quậy lên này, quậy lên quậy xuống này, quậy lên quậy xuống, quậy lên quậy xuống này nha, nhưng mà nhớ phải hỏng cọ cho em nha, anh người xuống. Rồi anh đi clear vào, đi tiếp tục đi clear rồi xuống. Rồi tiếp tục này ha, anh đi màu trắng như thế này vô, trắng lên rồi đi lên. Cái bột này mới khó nha, cái làm mà làm bằng cái nước sơn thì mới dễ. Rồi anh thấy nhìn này, anh nhìn thấy nó ra này, nhìn này nha, em sẽ để cho nó khô xí này, anh sẽ nhìn thấy được này nha, anh thấy không, đó nó sẽ ra như thế này nha, đó rất là đẹp ha. Đó anh thấy, anh thấy rõ anh chưa, em bỏ màu đen, nó có màu đen không, thấy không, mình quậy cho tự nhiên nha. Rồi tiếp tục này, em sẽ làm lại thêm một lần nha. Đó. Tiếp tục. Trắng này vô. Bỏ vô này ha, bỏ vô chỉnh vô. Rồi. Này anh kéo mũi cọ xuống nha, anh đẩy lên đẩy xuống nhưng mà không cọ nha, không cọ xuống. Rồi một thằng, thấy không? Nó ra một thằng ha. Rồi tiếp tục nữa nha, anh bỏ thêm tiếp theo là clear. Clear vào. Rồi móc lên này ha. Rồi tiếp tục đi màu trắng vô này, anh nhìn này ha. Trắng. Mọi người nhìn nữa nha, bỏ lên. Này móc này, móc lên móc xuống này, móc lên móc xuống này, anh móc cái kiểu mà giống như là cái dấu nha,
Đó, bỏ vô. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó, rồi tiếp tục mọi người đi vô gì, mọi người đi clear vào mọi người nha. Mọi người bắn thêm da lệch đi, mọi người thấy mọi người thích không? Mọi người yêu không? Bắn thêm da lệch nha, cam kiều mọi người rất là nhiều, anh Trương bắn thêm da lệch luôn nha. Tiếp tục đến kia là màu trắng vô này, bỏ vô. Móc lên, móc xuống nha, nhưng mà móc lên móc xuống nhớ phải hỏng cái cọ nha. Móc lên, móc xuống, rồi lên xuống. Rồi, ra cái màu bột khói. Thấy không? Đó, rồi tiếp tục nó bắt đầu rồi, nên khi đang ướt đúng không? Bây giờ anh Trương lấy cái ma bồ bỏ vô. Bỏ cái dây kiến vô. Dây kiến vô. Đó. Bỏ dây kiến vô. Đó. Xong bỏ thằng dây kiến vô luôn, đây luôn, bỏ vô luôn. Chập nữa em sẽ chỉ anh sau nha. Đó, xong tiếp tục bỏ dây kiến vô. Bỏ vô cho em. Bỏ vô. Rồi tiếp tục bỏ vô. Xé nhỏ nhỏ nha anh Trương. Rồi bỏ vô. Đó, tùy to nhỏ tùy theo mọi người biết nha, còn các bạn thích nha. Rồi sau đó các bạn sẽ làm sao? Các bạn sẽ dùng cái cọ này nha, dùng cái cọ này. Giống như sân phan làm vậy. Thì đúng rồi, sân phan là từ mà lại cũng là xong một nhóm ra mà. Đó, mà cái này là sân phan tự sáng tạo, nói chung là phải sân phan nó tự sáng tạo cái này. Nhưng mà lại biết cách làm, nói chung là lại biết cách làm cái này. Có nghĩa là sân phan nó hay làm cái này nhiều lắm. Rồi bây giờ nha. Rồi. Hồi nãy em nói em là khói bằng bột hay là khói bằng cái gì? Thấy không? Đó, xong chỉnh vô này ha, chỉnh vô, chỉnh cái cho nó to nhỏ thì anh thích này ha. Rồi bên này về chỉnh vô tùy theo cái detail của mình. Chỉnh vô, chỉnh vô, chỉnh vô, thấy chưa, chỉnh vô. Rồi, tiếp tục nữa mọi người làm sao? Mọi người sẽ lấy màu trắng lên nha, mọi người sẽ lấy màu trắng để vô. Bỏ vô, tùy theo mọi người thấy không, bỏ vô. Đó, bỏ vô, đó. Là tiếp tục đi clear vào thấy chưa, đi clear rồi tiếp tục thấy không, đã vậy là xong rồi thấy không. Rồi xong mình bỏ gì lên, mình bỏ thêm clear vào nha, bỏ clear vào rồi mình bỏ màu trắng vào. Cái này là nó detail nha, detail là giống như làm cho detail thêm á này. Rồi xong bỏ treo vào thôi, thấy không, là xong. Làm bằng nước sơn thì dễ quá rồi, làm nước sơn thì quá dễ rồi. Nước sơn thì giống như sơn xong là bỏ cái dùng cái cọ ở đây, lại không có acetone để dùng. Ok, làm khói bằng kia đúng không, bằng bột hả, giống như xong phải làm. Hay nãy cái clip này cho anh tại nhà đâu rồi, em nhìn ra thấy thanh chủ anh nhiều nha. Rồi thấy không, cái này ra ha, đẹp quá trời đẹp ha. Rồi bây giờ làm bột này, còn làm ma bộ bột mà làm mấy cái khó này, nhìn này nha mọi người, nhìn này. À, nhớ vậy, nhưng mà nhớ khi làm ma bộ là gì, phải lấy màu lạc nhiều hơn màu đậm nha. Ví dụ là quỷ ba màu vô này, nhìn này. Rồi, nhìn nha. Đếm này. Bước đầu tiên là mình sẽ bỏ liquid lên này nha. Mình bỏ liquid lên và nhìn này. Lấy này màu, lạt nhiều hơn màu đậm nha. Clear lấy ra. Và lại sẽ lấy cái màu là màu khác nha. Clear. Cái màu trắng sống hoài. Rồi. Này nhìn thấy không? Bỏ lên này ha. Xanh xanh lên. Ha. Bỏ lên từ từ nha. Rồi tiếp tục đến màu thứ hai lên. Là mình sẽ bỏ trắng nếu xanh lên, quẩy lên, quẩy lên. Rồi đó, ra một cái màu bồ, thấy không, nhanh gọn lẹ này, nhìn thấy chưa. Rồi đó là một màu đầu tiên. Màu thứ hai, cái này là sở trường qua lệch, nói chung là ma bồ này là sở trường của bên ai thay làm ma bồ à, còn về mấy khác thì mình ít lắm. Rồi tiếp tục mình lấy cái màu khác nha, bỏ lên. Mình quậy nha, cái này là một cục này khác này ha. Mình sẽ bỏ lên này, các bạn thấy không, mình bộ lên ha. Bây giờ mình xoáy này, mình xoáy cái bột này ha, mình xoáy lên. Mình xoáy một cục nha, mình xoáy một cục luôn. Còn nhớ nha, cho nó chảy từ từ xuống vậy đó, từ từ xuống. Rồi, xong một cục. Rồi. Thấy không? À, xong rồi mình sẽ bỏ cái vô nha. Tiếp tục, mình bỏ vô. Ví dụ xong rồi xuống mình đây, mình có thể bỏ thêm kim tuyến hay dụng, tùy theo mình thích nha. Mình bỏ thêm một xíu kim tuyến vô này ha. Lấy kim tuyến bỏ vô. Ok.
ăn gì không? Rồi bỏ vô này ha, chị để mỏng lên. Ừ, mọi người nhìn thấy chưa? Bỏ vô. Nhớ nha, ở chỗ này bự nha, xong rồi ra càng nhỏ lại này. Nhỏ từ từ lại, nhỏ từ từ lại. Rồi. Thấy không? Mọi người thấy đẹp không? Đó. Nó đẹp ha. Rồi sau đó mọi người bỏ thêm giấy phôi này, bỏ thêm giấy phôi vô cũng được này ha. Tùy nha, cái này là mình chia sẻ thêm cho mọi người để mọi người về mọi người phối thêm. Đó. Bỏ giấy phôi vô. Cái này là kiếm thêm tiền nha, cái này mình kiếm thêm tiền. Rồi, chằn nhẹ nhẹ vô. Rồi, ha. Rồi sau đó mình chỉ bỏ thêm một nút cho màu trắng vô, một nút vô này ha. Bỏ vô. Khóa lại. Rồi, mọi người nhìn thấy, mọi người nhìn thử nha. Ok, happy day em, happy day Alex. Ok. Rồi, Alex sẽ làm thử cho cái coi này. Anh gì chưa Dương? Rồi. Rồi mọi người nhìn cái thử nha, mọi người nhìn thử này. Thấy này đẹp không? Này. Qua trời nhìn này. Này nhìn thấy không? Bằng ma bồ bằng dạ quang thấy chưa? Đó, mọi người thấy chưa? Rồi. Đó. Rồi, đây là cách thứ nhất nha. Đây là cách làm ma bồ thứ nhất, cách làm thứ hai, nó có nhiều cách lắm, tùy các bạn thích nha. Rồi cách thứ hai. Mình sẽ lấy màu ra, mình sẽ đi. Mình đi thêm giấy kiến, thấy không? Cái này là ví dụ giấy kiến này ha. Mình dắt lên. Cái này giống như đá cẩm thạch vậy đó, biết các bạn biết đá cẩm thạch không? Để khi mà mình làm một cái livestream bằng marble riêng cho mình cho các bạn coi đi. À, cái này mình làm cuối cùng nha, cái cuối cùng cho mọi người đi ngủ nữa. Mình cũng đuối rồi. Và cảm giác nãy giờ mình nói là coi như hơi bị nhiều á. Rồi, tiếp tục. Qua thằng này. Cái thằng này á là các bạn sẽ làm step by step. Step by step là sao? Là mình làm by step nha. Rồi. Mình sẽ dùng thêm một xíu màu xanh này vô nha. Cái này mọi người thấy không, nó ra đẹp không, nó khô, thấy đẹp không, nó khô đẹp không, nó ra này ha. Đó, bởi vì mọi người giờ biết làm cái này đúng không, dễ không, rất là dễ ha, rất là dễ kiếm tiền nhanh gọn lẹ. Thường thường á mà marble ombre với một cục bột màu nó thịnh hành lắm, nó rất là thịnh hành trong tiệm của mình nên mình phải tập trung nha. Rồi, marble là gì? Marble là lấy màu lạt nhiều hơn màu đậm, các bạn nhớ chưa? Lấy màu lạt nhiều hơn màu đậm. Rồi, cái này là by step nha. Step là sao? Là làm by step đi xuống, các bạn lưu ý nha. Step by step. Rồi mình cứ đi tự nhiên vậy đó, mình đi càng tự nhiên thì nó ra càng đẹp nha, lưu ý. Cứ đi tự nhiên ra lại nha. Rồi mình chà cái tay cái nha. Rồi sau khi xong cái chỗ này ha, cái chỗ này anh lại cố tình làm chỗ đen nó để lại, nó tại sao lại làm cái chỗ nó đen này, đây là sẽ phân tích cho mọi người hiểu. Mình sẽ mở cái chung tuyến lên. Đi kim tuyến lên, thấy không? Tuyến lên. Nhớ nhà đi mũi cỏ đứng như thế này, các bạn thấy không? Mũi cỏ đứng lên. Rồi. Mũi cỏ đứng lên ha. Rồi chỗ này ha. Mình sẽ gặp cái dây kiến vô. Nhìn này nha. Giúp ý kiến vô. Này, thấy không? Giúp ý kiến bỏ vô nha. Bỏ cái ý kiến vô. Rồi, nhìn thấy chưa? Đó, trong bên bỏ gì vô? Mình bỏ treo nữa là xong. Đó, rồi qua bên này cũng vậy. Qua bên này nữa thì mình sẽ đi theo kiểu mà xô bắp, xoáy lửa. Rồi một màu này.
cái đi một màu này, đen trắng này. Thấy không? Còn thấy nó xuống không? Rồi mình cứ đi tự nhiên nha, mình cứ đi tự nhiên. Tại bạn nào mà làm marble, bạn nào bị đơ, giống như bị giống như không tự nhiên, đó là cái marble nó bị đơ. Rồi à. Thấy không? Đi lạt này, tùy các bạn thích nha. Rồi có phủ clear, có nha, có nha bạn, có nha. Xong mình bỏ kim tuyến lên, mình bỏ gì lên nó tùy các bạn nhớ nha. Đó, rồi còn làm cái này dễ nhất này, cái này là cái mà dễ nhất cho các bạn nào mà không biết làm á, nhớ nha. Có nghĩa là làm tầm 7 á, làm tầm 7 mà vẫn ra nữa. Đôi khi làm tầm 7 ra còn đẹp hơn nữa, các bạn nhìn nha. Đây là marble tầm 7, em đặt cái tên là marble tầm 7. Đó, làm có nghĩa là tận cùng bế tắc rồi mà làm không được nữa là sẽ làm như thế này. Nhìn này nha. Mình sẽ lấy màu trắng lên, cái màu thêm màu trắng thêm mình bỏ lên này ha. Bỏ cái treo. Nhìn nè. Wow, các bạn thấy nó ra đẹp không? Nó hiện màu ra, thấy không? Nó khô, nó sẽ hiện màu ra rất là đẹp này. Rồi, cái này là cái cuối cùng anh chia sẻ mọi người nha, xong mọi người đi ngủ nha. Đây, bỏ lên này nha. Màu trắng sẽ bỏ hôn neo như thế này, nhớ nha. Hôn neo như thế này. Mình kéo ra. Xong mình lấy màu đen nha, màu đen, trắng đen, trắng đen. Ôi chỗ này chưa có này, ôi chỗ này chưa có này, hiểu không? Chỗ này chưa có này, chỗ này chưa có này, hiểu không? Mình nhầm nhanh 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 này ha. Nhanh này. À, nhanh lên. Rồi, chỗ này này ha, chỗ này chưa có này. Đó mình dậm lên. Chỗ này chưa có này. Mình đi từ từ ha, đi từ 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 từ. Ông đi từ 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 từ. Đó. Thấy không? Cái này giống như mình tận cùng vậy á, mình mới dùng bỏ lên rồi xí màu trắng lên đây, xong. Ra cái marble. Thấy chưa? Rồi xong ra cái marble, người thấy chưa? Đó, xong ra marble này, thấy không? Đôi khi làm tầm 7 bả ra còn đẹp hơn nữa. Nè, làm tầm 7 bả ra còn đẹp hơn nữa. Đó xong, có bên này làm cái nha, làm tầm 7 bả thêm cái nha. Cho nó đủ màu luôn. Rồi, bỏ lên này ha, bỏ lên. Bỏ móng hôn neo nha, mình làm màu trắng hôn neo nha. Rồi tiếp tục, mình sẽ lấy màu trắng, đen, rồi bỏ lên. Ôi chỗ này chưa có này, chỗ này chưa có này, ôi chỗ này chưa có này, ôi chỗ này chưa có này. Chỗ này chưa có này, ôi chỗ này chưa có này, rồi xong. Còn thấy không? Ô ra còn đẹp hơn cái, còn đẹp hơn cái kia nữa. Này. Oh my god, thấy chưa? Oh my god. Hợp lý không? Hợp lý không mọi người? Mọi người thấy hợp lý không? Bánh tim cha lịch nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra coi cái livestream của Alex đêm này nha. Và bây giờ nữa thì Alex chúc mọi người ngủ ngon. Rồi sau đó mình bỏ thêm một xí kim tuyến vô cho cuộc đời nắm món ha. Bỏ ít ít thôi. Nhớ bỏ kim tuyến là bỏ ít thôi nha, đừng bỏ nhiều quá. Ít ít như thế này nha, ít ít thôi. Đó, nhớ nha. Có nghĩa cái cọ mình đừng có quậy nhiều quá nha. Mình quậy nhiều quá nó bị. Xong. Đó. Mọi người thấy không? À, ra có đẹp ha, thấy không? Mọi người thấy không? Cái này ra là làm tầm 7 ra còn đẹp hơn nữa, thấy chưa? Rồi, xong. Rồi bây giờ mình sẽ cách gì? Cách tất cả mọi thứ nha. Đó, vậy là xong như đêm này là xong rồi ha. Có gì nữa ngày mai mốt nữa là mình sẽ chia sẻ các bạn làm cách marble kiểu khác nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều bỏ thời gian đã coi của thầy coi live show của Alex nha. Và Alex chúc cho mọi người một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon, ăn uống ngủ ngon nha. Và cái mà Alex các bạn ở nhà cứ ngồi coi livestream như thế này là các bạn đã cứu thế giới rồi nha. Mình không được đi ra ngoài nha, mình cứu đi ra ngoài như là mình hại thế giới á. Bạn nhớ nha. Mình nhớ ở nhà ăn uống ngủ ngon lành, được nhiều hết. Đó. Rồi lên cái nắp nữa rồi, đây cái nắp nữa rồi. Đẹp quá ông anh. Ừ, thank you nhiều nha. Hoài khổ nha, anh Trương phạm ảnh chưa? Anh Trương đâu rồi? Anh Trương chạy đâu rồi? Đó. Xong rồi bỏ clear lên nha, bỏ clear lên nữa là xong. Bỏ clear. Bỏ treo nữa là xong nha. Đó. Cũng mọi người cũng cảm ơn anh Trương nha mọi người. Cũng nhờ anh Trương mà mọi người coi được thêm cái marble nữa. Mọi người thấy không? Đó, vậy là xong rồi đó. Alex có nhiều cái marble còn đẹp hơn cái này nữa, có nhiều cái lắm, nhưng mà Alex nói rồi, đôi khi các bạn làm á, các bạn nhớ nha, mình làm tầm 7 tầm 3 nó ra còn đẹp hơn nữa. Nên khi các bạn làm marble các bạn không nhất thiết phải theo ai hết á. Miễn sao khách nó thích là ok, thấy không?
cách nó thích là ok rồi. Đó, còn nhớ nha, thấy không, mỗi cái đẹp nó khác nhau, có mỗi cái đẹp chứ không phải cái nào nó cũng giống nhau, con thấy không, mỗi cái nó khác nhau nha. Hai chị khuyên Phạm này, giờ này chị còn cho hai em nữa, hai chị nhớ, hai yêu chị nhiều, em chúc chị ngủ ngon nhé, em chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.